Xin chào tất cả mọi người nhá. Hôm nay thì mình cùng với em Thọ, anh Toàn mọi người ạ, với mấy anh em nữa, mấy đồng chí nữa, đang đi ở một cái khu vực rừng cực kỳ là đẹp các bạn ạ. Hôm nay bọn mình sẽ đi khai thác mật rừng để về phục vụ các bác, trả nợ đơn cho các bác. Buổi sáng này thì anh em đang theo dõi một cái vài con ong nó lấy nước dưới này mọi người này. Dưới này như kiểu một khu thung lũng ạ, thì nó bay lên khu vực này, thì mọi người đang chuẩn bị để nhòm xem là nó đi đằng nào các bạn ạ. Đấy. Một lần nữa thì mình rất là mong muốn các bác, các bạn, tất cả mọi người ủng hộ cái sản phẩm mật ong rừng của anh em bọn mình đi khai thác. Thì bây giờ đang là vào ở chỗ mình đang là chính vụ mọi người ạ. Một ngày thì anh em cũng lấy về được khoảng 30 đến khoảng 40 cân mật. Đấy. Thấy không anh? Đấy, anh em đang rúc dưới cây kìa. Đấy, bây giờ mọi người đồng hành của anh em mình nhá. Xem mà nó thấy tổn nào không? Dạ. Anh cứ xuống đi. Túi Thọ mang đi rồi. Cứ đi. Anh em đang thấy tụi ông rồi nha. Hả? Đâu vậy? Các anh đang vì nắng quá nên là giúp ở kia rồi. Ôi giời ơi. Bây giờ hôm nay làm đấy khoảng 60 lít thôi nhỉ anh Toàn nhỉ? Anh em phải lấy tầm 60 lít. 60 lít thì mới đủ chia cho mấy anh em khoảng 10 lít mọi người ạ. Nếu mà nó ở mấy cây đa kia thì hay nhỉ? Đấy nhá, ở đây có một cây đa này. Đây, một cây đa này. Hai cây chỗ này, đây. Hai cây này. 3, 4, 5, 6, 6, 7 cây đa chỗ này. Bọn mình đang đang theo một vài tổ khu vực chỗ này. Đấy. Như lồng chảo luôn mọi người ạ. Có ở đâu có những cái trang trại nhỏ nhỏ của bà con làm ruộng dưới này, làm nương ấy, như kiểu là một khu vực có rất nhiều hộ làm trang trại đây mọi người, đẹp lắm, đất rộng lắm, đất còn rất rộng, rừng còn rất nhiều mọi người ạ. Đất rộng tài nguyên nhiều chứ anh. Đất còn rộng, rừng còn nhiều, tài nguyên thì còn quá phong phú luôn, nhưng mà mỗi tội là không lấy hết được thôi. Tình hình nào các anh? Xa lắm. Xa lắm à? Xa cũng phải lấy chứ. Lại sang bên kia. Đây một tổ này mọi người. Thôi, trên đây nhỏ quá. Tổ nhỏ nhỉ? Đây có một tổ này. Tổ lúc sáng mình lấy. Đây có một tổ này. Đó. Qua đây đi. Còn như là mấy phân. Cái bình đấy thì nhận bao nhiêu con anh Bình? Ê, bắt cho 2.000 con. Bao nhiêu anh? Từ nãy phải đầm 7.000 con. Ui giời, ra rồi à? Mật đóng băng ác đi gì? Bịt nắp nhá, đẹp nhá. Cho xem hai bên. Đấy. Mật rất đẹp. Mật rất ok. Mật. Không phải lói với mật. Tổng con nữa nhá. Đây là mật đấy nhá. Nguyên mật. Chỗ này bị sâu rồi, để lại đâu. Mình phải bỏ hết cái này đi nhé. Đáng ra. Rất chất lượng nha. Chắc không ai được chắc không.
Đó, bây giờ mới lộ ra này, đấy, bánh bánh màu bầu mật đấy. Xong. Rồi ok đấy nha anh em nhá. Tủ rất là bé xinh và được khá là nhiều mật. Chỗ này phải đến 2 cân chứ anh nhỉ? 2 cân, hơn 2 cân. Thơm thế, chất lượng cho anh em này. Úi xôi ơi, này mật này. Mật đẹp. Quá đỉnh luôn. Nhìn cái màu mật đúng không? Đỉnh của chóp nhỉ anh nhỉ? Ừ. Một cái rán. Một cái rán luôn, vàng ươm. Bây giờ mấy anh em bọn mình lại chiến tổ tiếp theo. Đây mọi người này. Mới đâu, cái này có mà chồng hai người em lên chả tới. Quay lại. Đây anh, tổ này. Không cho em con dao của em à? Lấy con dao nhỏ nó à? Lấy con dao nhỏ đường à? Đừng to em cắt luôn đi. Thôi xa nhà lấy đi. Làm luôn miếng. Để con nó nhé. Có mật đây anh em này. Không sao đâu. Giờ nó kêu lấy tướng này bỏ lên đi nó cho hết. Con nó nó phát cho thấy. Chuẩn bị gói em nó. Tổ này chỉ được 2 cân thôi mọi người. Rõ to mà được 2 cân. Vẫn còn đi nữa em ơi. Rồi. Chuẩn cân. Đưa cho ông già, đưa ông già. Đưa đi. Chưa. Đốt anh chiều ấy. Đâu, nhộng, nhộng mật đâu anh? Mật kia. À mặt dưới à? À rồi tổ rõ to và được ít thế nhà anh nhỉ? Người ta lên sao lại bảo đốt thằng thỏ ấy. Ai anh em? À đây 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 anh em này. Có bền lâu nhá. Rồi. Cái này đỏ. Nhìn chất lượng nhà anh nhỉ? Quá uy tín luôn. Cái này không cho được. Cái sáp của nó, cái sáp không như vậy. Rồi, ok nhá mọi người nhá. Đây là tổ tiếp theo này. Ui thơm cả ra túi anh ạ. Hay tí nữa xuống chia nhau anh em làm tí cho nó hết luôn đi anh nhỉ. Đây nha mọi người nhá. Quá đẹp luôn. Quá thơm, ok anh. Đấy, cắt tiếp để còn đi chiến tiếp. Nó mà nó thấp rất là dễ lấy mọi người, nhưng mà nó mà cao thì cũng không phải là hạng đơn giản đâu. Lúc nãy lên tí bị con ong bắp cải nó chênh chình, nó cứ lao vào ống kính rồi mà. Em không còn cách nào là em phải chạy một mình. Đấy nhá, đoàn này nhà mình đang tập trung lại để chuẩn bị phát hiện thêm nhiều tổ ong nữa. Tình hình nào anh Chiều? Chắc là cái này mấy tổ liền đấy. Anh ơi. Cái bể nước chỗ người ta lấy này nó ẩm ướt, ong nó thuộc lấy nước rất nhiều luôn này. Ừ. Đây, điển hình đây mình đã thấy rất nhiều con ở. Đây chỗ này anh lấy nhá. Chỗ dưới kia cũng lấy. Ở đây 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 anh em này. Dày đặc luôn. Đó. Dày đặc luôn. Đấy. Theo từ đường nhựa lên đến đây mà chưa thấy có gì mọi người ạ. Anh em khá là mệt rồi. Bây giờ hết chia ra. Nó về nửa quả đồi bên này rồi đấy. Ừ, anh em đang tìm dưới này. Nhưng mà chắc chắn là có em nhỉ. Chắc chắn là được. Chỉ là thời gian về đang đi tìm 6 người gần. Đây cánh đồng, cánh rừng rộng lắm. Đây các bạn ạ, sau khoảng 40 phút từ đường nhựa lên đến đỉnh rừng già thì anh em đã phát hiện rồi. Ồ, cái này dễ trèo nhờ. Còn một tổ bên trong nữa.
Ôi. Bước 1 tạo khói, bước 2 bị đốt như thoi. Rất là to mọi người ạ. Tổ này anh em đang dự tính khoảng 10 cân mật. Bỏ mật sẽ áp cành đúng không anh Toàn? Trên rừng Đại Ngàn Xuân Sơn nhưng anh em trèo 3 tổ gì hết. Được 6 tổ, tổng là 6 tổ rồi đúng không? Đâu nhá, chỗ kia 3 rồi nhá, đây là 4 nhá. Vậy là 4, mà mình bỏ mất 2 tổ đúng không? Bỏ mất 5-6 tổ rồi mà. 5-6 tổ. Vì cây to, nhất là vì cây to, thứ hai là cao. Anh em thôi bảo nghỉ mấy hôm nữa lấy tiếp, sát lên đấy nè. Ủa bầu mật già lắm. Bầu mật quá già luôn này, trắng trắng chỗ. Ủa, cái găng tay đỏ đỏ. Kỹ luôn kìa anh cả. Ui áp cành luôn. Tổ này già quá nên là đây bây giờ nó có bâu vào tổ của nó tí nào đâu thọ. Nó tặn bâu hết vào lá rừng rồi. Đồ chuẩn bị xuống mọi người. Tổ này anh em lấy sạch, lấy hết cả bánh. Bánh sao nó già rồi. Bâu đây này. Xuống mật em ơi. Mật già quá anh Phương ạ. Tôi là nó hơi bị vỡ mất cái bầu nhỉ. Nhưng mà vẫn đẹp lắm. Bạn ạ. Mình nghỉ thôi nhỉ anh nhỉ. Về tổng kết thôi nhỉ. Đặt công. Nó nhiều quá không bán hết anh ạ. Đúng không? Mai tính tiếp. Đây anh em nha. Anh dí màn hình cho nó nét đi. Dí vào giữa màn hình là được. Lấy tay dí vào giữa màn hình. Ok này. Đây anh em này. Ôi thơm thế. Mật vàng ươm. Nhờ thôi nhờ. Vàng đấy anh ạ. Cái này là màu gì em? Đây là vàng tươi anh ạ. Màu cánh gián. Gần không, cánh gián nó là phải sậm. À. Đây là vàng tươi, vàng chanh anh ạ. Rồi ok, đây nha mọi người nha. Chất lượng đấy, không phải dạng đùa đâu. Mọi người có nhu cầu thì liên hệ cái số điện thoại để trên màn hình nhé. Để được mật ong chuẩn giá tốt nhé. Giá tốt nhất đúng không? Rồi cất đi. Thấy được tổ ong này thì anh em bọn mình đã phải theo khoảng 3 cây số các bạn ạ. Anh em đi trước rồi. Tổ ong nằm ở trên cây sung nhé các bạn nhé. Cạnh bờ suối luôn. Thì anh em mình nhờ. Cây sung nó cũng dễ trèo mọi người ạ. Nhưng mà mình đang cầm bằng máy GoPro. Máy quay không zoom được. Đã xuống. Mật xuống đến chỗ này mọi người. Đó, cái túi này. Đấy. Túi mật đấy. Tổ này lấy chưa được nạ, chưa đầy 15 phút. Ok. Thấy rồi. Đây. Anh em tổ đầu tiên này. Ừ. Bầu mật nó nhỉ. Mật nó già nhỉ. Ừ. Ủa anh ơi nó đặc này. Đặc. Anh này anh em bảo là tại sao có lúc nó mật nó vàng, có lúc mật nó đỏ đây này. Tổ này là mật nó già mọi người. Đây, nó sậm hơn này. Nó sậm đây là nó già quá rồi ấy. Mình cứ thách nhau ăn hết tổ này thọ mà ăn hết được không? Không. Anh ăn một đây, miếng đây, là khế. Tổ đầu tiên. Thơm lắm, tổ đầu tiên rồi ạ. Chất lượng nhỉ. Tổ này chắc khoảng 5 cân thôi. 5-6 cân anh ạ. 5-6 cân nhé. Mong là tổ này về cái bán được ngay. Đây. Xuống chưa? Dạ. Có máu á? Có máu. Có máu phải xóm lấp cơ. Về. Mình dỡ ra về nhà em. Em thọ mọi người ạ. Em tập kết. Cũng đặt. Khá khá rồi. Muốn dòng tiếp à? Thôi để mai lấy được anh. Còn đây ý mà.
Các bạn là anh em các bác ủng hộ càng nhiều thì anh em mới có động lực, bọn mình mới có động lực đi lấy. Thôi nha. Anh em mọi người nha, bây giờ sẽ cho mọi cho các bác xem thành quả nào. Tổ đầu tiên 4 cân đi nhỉ? Anh nhỉ? 4 cân này. Hello. Tổ thứ hai, tổ này nghe mỏng quá nhỉ? 2 cân. Hello ạ. Vâng. Ôi giời. Hai cua là gì đó? Tổ thứ ba. Tổ này 3 cân. 3 cân. Tổ cuối cùng. Tổ này ra đúng không anh? Ú, ra, ra rồi. Tổ này bị bục mọi người. Lộn đầu bao quá là anh. Thôi, được được rồi. Okay. 4 cân. Ok anh. Thế là cũng lớn lắm chứ anh nhỉ? Đây nha mọi người nha, được mình chẳng biết, cũng không nhớ được, nhưng mà trong video này, đọc trong video rồi. Còn trong đấy còn không anh? Ủa chắc lấy phải phí anh. Anh em gần như là không lấy hết rồi, còn rất là nhiều. Thôi lấy bao nhiêu, còn hôm khác đi lấy nữa. Cơm tối đây mọi người nha. Ăn mà toàn món ngon thôi. Về nhà em Thọ. Anh tắm luôn à? Không, không phải. À đây. Thịt vịt anh em ạ. Đây là vịt luộc à. Mực, thịt lợn. Thịt lợn chắc Thọ mổ từ cách đây mấy hôm ấy. Anh em làm tổng kết mọi người ạ. Tổng kết trong ngày đó nhá. Ngày hôm nay thôi. Mời tất cả anh em đi nhỉ. Một ngày rất là vất vả của mấy anh em mình nhỉ. Mời tất cả anh em nhé. Anh quay rồi, mời tất cả mọi anh em nhá. Tất cả anh em nhá. Ngày rất là vất vả đấy. Hôm nay là anh em mình thành công trong công việc trưa nay nhá. Ngày nay Thượng Lộ Bình An, Hạ Lộ Bình Yên nhỉ. Hay ít nhưng ít nhất là anh em an toàn thì đúng rồi, về ngồi quây quần với nhau là vui thôi. Đây mời tất cả mọi người nhá. Dạ. Anh toàn bị đốt đâu mấy phát thôi nhỉ? Tí mà qua phát được. Tí mà ong vào cho nó. Rượu này rượu ngô hả em? Vâng. Anh thấy nó hơi chua chua phải không em? Chua. Tìm mật ong vào cho nó ngọt ngọt. Nhưng mà uống được không sao đâu, anh nói thế thôi mà. Theo cảm nhận của anh. Đâu để mình hai chén xem là chua, đang gì chua. Ôi đói quá rồi mọi người, đi cả ngày. Thời tiết này mình không mời cả nhà nhá. Rồi mời anh em đi, mời tất cả mọi người nhá. Người còn thiêu. Thời tiết này là ừ. Anh em vịt nhà thôi nhưng mà chờ ấy lâu quá nó chưa kịp mời đâu này. Kiểu quay. Chị, quay ở đâu? Làm miếng thịt ngan. Thịt ngan nhà em, thịt vịt nhà em Thọ này mọi người này, cực kỳ đây rất là đỏ. To nhỉ? Con này không phải thuê câu đâu chứ em. À thuê quay đâu chứ. Không quay ở nồi chiên không dầu nhỉ. À thảo nào thịt nó đỏ nhỉ. Đúng đi. Mấy các anh nhá. Ừ, đói quá à. Nhưng mà hôm qua rất hơi đỏ. Hôm qua ướp vợ bóp với lại cái cây chuối ngon thật đấy. Hôm nay làm nó hơi mặn. Không biết làm anh ạ. Ừ. Bà Linh và nó đi quang này xong dạp cột dao đi vẫn luôn rồi. Không biết đi rồi chứ. Biết. Đây mọi người này, thịt này chắc nuôi lâu rồi em Thọ nhỉ? Lâu rồi anh ạ. Chắc là phải đến nửa năm rồi á. To từ bé đến tận lúc nào to. À anh tưởng là mua kiểu mua sẵn ở chợ ấy. Thịt em nuôi. Đây. Quên có thịt quá ngon luôn anh em ạ. Quay cho tầm nữa. Đi dùng con. Mai anh em đi kiểu à vướng thứ nhà cũng phải gần 10 tổ mọi người ạ. Nhưng mà kiểu có cây cao đúng không anh, mình nói là có cây cao cây thấp nên là anh em bỏ mất mấy tổ. Mới lại nắng nữa nhỉ hôm nay. Mà thời gian đi quá xa luôn anh nhỉ. Chiều phút ăn đi chứ. Ăn đi anh. Đi bộ nhiều, đi đường nhiều. Leo trèo đồi cao quá. Tại mình hôm nay mặc quần áo cộc xước hết thịt. Chưa. Ô làm lên đòn nữa đi cho ba chén. Anh chén này chén thứ ba này. Rồi, mời tất cả các anh nhá. Chúc sức khỏe anh nhá. Rồi nhá. Ôi em hết rồi. Làm gì mà hết nhanh đấy thì anh có hai mũ.
Xin phép các anh nhá, em uống với đồng chí Thọ một chén nha. Ok ok. Cho mấy này, nhà. Lâu quá rồi, chúc khỏe em nhá. Từ cái đợt nào nhỉ anh em? Từ đợt Covid thì sao? Tầm quần không phải. Từ cái đợt hôm ngày em bủ bò ấy. Ờ đúng rồi. Có anh bây giờ bận rất nhiều việc ấy. Mời cả anh em nhá. Mình mời tất cả mọi người nhá. Hôm riêng với em với anh Thanh thì rất là lâu mới được ngồi với nhau mọi người ạ. Hơn năm. Mời em nhá, chúc khỏe em nhá. Công việc mình làm thì mình có sức khỏe anh ạ. Đúng rồi. Có sức khỏe thì mình mới làm được. Chính xác đấy. Yếu thì là không đi được. Công việc là mai anh em mình vẫn tiếp tục đi lấy ong nhỉ em nhỉ? Mai làm đấy khoảng tạ thôi nhỉ, xong nghỉ mấy hôm nhỉ? Lấy 40 cân nào. Đấy mai anh em bọn mình đang tính là lấy khoảng 40-50 cân ngày mai mọi người ạ. Phấn đấu. Rất mong anh em ủng hộ mật ong của mật ong rừng quốc gia Xuân Sơn nhỉ em nhỉ? Mật ong khoái vườn quốc gia Xuân Sơn thì mọi người có nhu cầu lấy về để sử dụng làm quà biếu bán thì liên hệ cho anh Thanh, số điện thoại 0989372077 mọi người nhá. Zalo. Điện thoại sẽ ở trên màn hình nhé. Chơi game vào. Như kiểu gọi là như hà như chương trình khuyến mại gì mua 3 tặng 1 nhỉ, mua 5 tặng 1 nhỉ, thợ nhỉ. Mua 5 tặng nửa lít thôi. Ờ 5 tặng nửa lít. Nhá mọi người nhá. Tại vì ở chỗ mình bây giờ nó đang vào chính vụ. Còn ở một số nơi là khả năng là cũng gần cuối giữa rồi anh nhỉ. Nhưng mật ong Xuân Sơn vẫn ngon nhỉ. Đỉnh. Nhá mọi người nhá. Ok các bạn nhá. Thọ đợt này có cả mực cơ à? Ba hồng lọ này à? Để lấy mai mai các bạn. Biển. Mấy anh chạy đi biển không có thì em là phải chạy đi mua ngay cho anh. À đây, mực đấy. Đi rừng núi. Ha đồ biển này. Ừ. Biển tốt. Ba đồ biển để rừng mà. Mực anh em ạ. Hôm nọ em mua 1 triệu cái mực này với lại cá chử vàng. Ừ. Cá chử vàng ở mình có mà anh hồi em thì quay phim tí xong em cho. Bạn em nó lấy ở chỗ nhà bạn anh nó ngon lắm. Ô ăn mang đi anh. Làm nhiều đấy rồi. Anh này không có sâu này. Đúng rồi. Bà chén nữa đấy. Lại lần lượt con nó nhẹ nhỉ. Em xuống anh là em có phải mời bọn anh trước nhưng mà bây giờ là anh đến đi. Anh mời đi. Không, em mời rồi em nói trước rồi mà. Anh ngon đấy. Thọ ăn mang đi, không có tăng trọng mà cũng không có đúng sâu đâu. Đúng rồi. Em mời cho chào tên là Gia ở bên Mỹ Thuận. À. Mình làm bao nhiêu? Em uống hoàn toàn chén nào? Đúng rồi. Anh em anh em cứ riêng tư đi. Để em tranh thủ làm miếng thịt chua. Cái này đồ mùa này. Mấy tất cả anh em miếng thịt chua nhá. Suốt ngày ở. Ui rồi bắt rồi. Đây, cái này là thịt lợn nhà anh ra đây cũng thịt lợn nhà đấy đi làm về mà được bữa cơm mệt như này ăn sướng lắm mọi người ạ, anh em vui vẻ có khi làm say đấy nhưng mà mai vẫn có thể đi lấy mật ong được. Chú đang đâu ấy? Rồi, mời tất cả anh em chúng ta cháu uống nhiều đâu ấy, nhiều với lại anh Đình với mấy anh em bên đấy vườn bắt ong quá kinh nghiệm cho nhau chứ. Còn anh em chơi kiểu bắt ong đúng không anh? Ai một kiểu kiếm ăn thằng nhau tạ chúng ta giống nhau được mà. Lúc cùng Thanh hai bạn đã mơ. Đấy em vặt cái dâu đấy anh. Ra là nhà mà anh. Lại với nhau cho nó sướng ấy. Đi qua phát. Rồi anh em nhá. Bye, chiều quá. Cảm ơn anh nhá.